Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi từ tiếng Anh ra tiếng Việt trên cái Telegram. Thì hiện tại cái Telegram này họ không có hỗ trợ tiếng Việt. Vì vậy cũng sẽ là một khó khăn cho một số người chưa thành thạo tiếng Anh. Thì đây là toàn bộ cái menu ở cái phần Telegram, nó toàn bộ là tiếng Anh này. Đó. Toàn bộ là tiếng Anh. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ KTV sẽ vào một cái trình duyệt web và KTV sẽ đánh địa chỉ là t.me/setlanguage.abcxyz. Rồi, KTV sẽ để cái đường link ở bên dưới video này. Rồi, sau khi truy cập vào cái địa chỉ này, quý vị chọn vào Set Language này. Đó. Việc tiếp theo, quý vị chỉ việc vào trang này. Ok. Bây giờ KTV sẽ vào kiểm tra cái phần menu này xem nó đã được chuyển ra tiếng Việt chưa này. Đó, vậy là tiếng Việt đã được Việt hóa rồi này. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.